Bí ẩn ly kỳ và đáng sợ về bệnh viện. Trước khi có bệnh viện, con người từng chữa bệnh ở đâu? Bí ẩn về nhà xác trong bệnh viện lạnh lẽo như thế nào? Và thực hư về những bệnh viện man dợ, chuyên mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc có gì mà khiến cho cả thế giới phải lên án? Kính Lúp TV xin chào tất cả các bạn. Đã bao giờ các bạn từng phải đến bệnh viện để điều trị gì đó hay chưa? Và nguyên nhân đó là gì thì cùng chia sẻ với mọi người xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Các bạn thân mến, nhắc đến bệnh viện là chúng ta sẽ nghĩ ngay tới một nơi chữa trị bệnh tật và cũng như là chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Bên cạnh những nơi sang chảnh có tầm nhất hệ mặt trời thì trên thế giới cũng không thiếu những bệnh viện tàn nhẫn vô nhân đạo, hay thậm chí là có cả những bệnh viện ma ám bị bỏ hoang cùng đầy rẫy những câu chuyện tâm linh kinh dị không ai có thể giải thích nổi. Vừa qua đã nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn khán giả mong muốn tìm hiểu nhiều hơn những bí ẩn liên quan đến bệnh viện, nên trong video hôm nay xin mời các bạn hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá thêm nhé. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu trước khi có bệnh viện người ta chữa bệnh bằng cách nào. Các bạn thân mến, không quá bất ngờ khi vào đầu thời La Mã cổ đại, người Hy Lạp tin rằng bệnh tật là sự trừng phạt của thần thánh và chữa bệnh là một món quà từ các vị thần, nên họ không có khái niệm về bác sĩ hay bệnh viện, mà mỗi khi mắc bệnh, người La Mã sẽ đến thờ cầu khẩn các vị thần linh Minerva, Diana và Hygieia để ban phước và may mắn cho nhanh tai qua nạn khỏi. Tương tự tại vùng Lưỡng Hà và Ai Cập vào thời kỳ cổ đại, trong khoảng thời gian 3.500 năm đến 1.500 năm trước công nguyên, y học sơ khai cũng phát triển với những phương thức sơ cứu cơ bản. Nhưng về bản chất thì bệnh tật và tai họa đều được gán cho các tác nhân siêu nhiên như là thần thánh hay ma quỷ. Nên trong thời kỳ này, việc chẩn đoán, phòng ngừa, điều trị bệnh viện đều cần đến ma thuật, cúng kiến, cầu khẩn v.v. Và các phù thủy, shaman, tức là người lên đồng, thầy pháp sẽ là những người đứng ra phù phép, cúng kiến để chữa bệnh cho những người trong vùng. Hay chẳng nói đâu xa, cách đây 5 đến 7 thập kỷ tại Việt Nam thì cũng đã rất thịnh hành kiểu chữa bệnh bằng tâm linh như này. Trong khi 10 người thì có đến 9 người rưỡi tin rằng bệnh tật là do sự của phạt của thần linh, nên khi có bệnh, người ta sẽ nhờ hoàn toàn vào thầy mo, thầy cúng để cầu mong thần linh ban phước. Sau này, nhận thấy việc thờ cúng đã không còn linh thiêng như trước, các thầy lang bắt đầu ra đời, họ tìm tòi về cấu tạo cơ thể người, từ đó đưa ra những kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị. Ví dụ như đau tay, đau chân, chảy máu thì sẽ băng bó vết thương. Hai người bị bệnh gì thì sẽ tìm loại thuốc phù hợp để sử dụng. Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến Trung Quốc, khi họ đã tìm tòi và phát minh ra được bộ môn châm cứu dựa theo thuyết âm dương ngũ hành, cùng với đó là sự xuất hiện của những thần y nổi tiếng như là Hoa Đà, Biển Thước, Tôn Tư Mạc, Lý Thời Chân, khiến cho cả thế giới phải trầm trồ. Và trải qua một thời gian hình thành, phát triển thì bệnh viện hiện đại cũng đã ra đời và là nơi được rất nhiều người chọn lựa khi có vấn đề về sức khỏe xảy ra. Vậy thì không biết rằng những bệnh viện đầu tiên trên thế giới có gì đặc biệt? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Thứ hai, bệnh viện đầu tiên trên thế giới. Những chiếc bệnh viện sớm nhất được ghi nhận trên thế giới chính là tại La Mã, khi vào khoảng năm 100 trước công nguyên, các khu bệnh viện Valetudinaria cỡ vừa và nhỏ đã được lập nên để chăm sóc cho nô lệ và võ sĩ giác đấu. Đến khoảng năm 230 trước công nguyên, tại Ấn Độ, những căn bệnh đầu tiên cũng đã được thành lập bởi vua Ashoka. Tại đây, người dân sẽ được các bác sĩ và phụ tá chăm sóc tận tình và mọi chi phí đều do triều đình chi trả. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải kể đến bệnh viện giáo dục y học đầu tiên thành lập tại Hàn Lâm Viện Gandhi Shapur tại Ba Tư. Và tại đây, học sinh sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về y học và thực hành chẩn đoán lâm sàng với bệnh nhân trong bệnh viện, góp phần xây dựng nên nền móng y khoa phát triển như ngày nay. Còn ở Việt Nam mình, Bệnh viện Trung ương Huế chính là bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam. Đến nay đã được 128 năm hình thành và phát triển rồi đấy. Bệnh viện được thành lập theo sắc lệnh của vua Thành Thái vào năm thứ 6, tức năm 1894, với tên gọi là Bệnh viện Tây y. Đến năm 1944 được đổi thành Bệnh viện Trung ương Huế. Và đến nay, trải qua cả ngàn năm hình thành và phát triển, bệnh viện và các cơ sở y tế đào tạo đã trở nên cực kỳ phổ biến và từng ngày từng giờ đang nỗ lực không ngừng để giành giật lại sự sống cho con người. Vậy thì các bạn có biết đâu là những cái tên xịn sò, siêu cấp VIP Pro nhất mà bệnh nhân nào cũng mong muốn được nằm lên hay không? Chúng mình cùng khám phá ngay nha! Thứ ba, choáng ngợp trước những kỷ lục về bệnh viện. Đầu tiên là không thể không kể đến trung tâm y tế Cedars Sinai của Los Angeles ở Mỹ, khi nơi đây được cả thế giới công nhận là một trong những bệnh viện đẹp và sang trọng bậc nhất hành tinh, với những dịch vụ thăm khám và chữa trị cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Đồng thời, nơi đây cũng là cơ sở y tế đắt đỏ, với giá một phòng điều trị cho một người là vào khoảng $1,000, tương đương với 23 triệu đồng, còn vài phòng thì có giá lên tới $3,000, tương đương với gần 70 triệu đồng một đêm. Do đó không quá khó hiểu khi nơi đây chính là địa điểm thăm khám ưu tiên hàng đầu của nhiều nhân vật máu mặt nổi tiếng Hollywood lẫn tài phiệt đình đám ở nước Mỹ. Tuy nhiên, kỳ lạ và độc đáo nhất phải kể đến bệnh viện Edogawa của Nhật Bản, tọa lạc tại Tokyo. Nhìn từ bên ngoài,
Edogawa không có gì đặc biệt, nhưng khi bước vào bên trong, bạn sẽ cảm thấy vô cùng choáng ngợp với vô số những hình vẽ, graffiti đầy màu sắc và những hình tượng về thế giới hoang dã, khiến người ta không biết là đang bước vào một bệnh viện hay là một khu giải trí nữa. Và nếu sợ lạc, bạn sẽ có ngay một chiếc bản đồ kho báu chỉ dẫn đến từ các bác sĩ siêu cute của bệnh viện này. Hay nếu như bạn là fan cứng của những siêu anh hùng, người nhện, siêu nhân vân vân, thì chắc chắn sẽ ấn tượng ngay với bệnh viện nhi Sabara tại Sao Paulo. Khi tại đây, các nhân viên thường hóa trang thành những nhân vật siêu anh hùng bao ngầu, vừa lau dọn cửa kính vừa vẫy chào các bệnh viện nhi trong bệnh viện nhằm mang lại niềm vui và khích lệ tinh thần của các em nhỏ đang chiến đấu với bệnh tật. Và các bạn cảm thấy ấn tượng nhất với bệnh viện nào kể trên, hãy để lại cảm nhận dưới phần bình luận nha. Tiếp theo là những địa điểm bí ẩn và ám ảnh nhất trong bệnh viện, nơi mà không một ai muốn đến dù chỉ một lần. Thứ tư, bí ẩn nhà xác trong bệnh viện. Chắc hẳn nghe đến từ nhà xác là ai cũng không khỏi lạnh gáy khi nghĩ ngay tới cảnh xác người lạnh toát được úp chăn trong khung cảnh u ám đầy đáng sợ. Thực tế, trong bệnh viện sẽ có những chiếc tủ lạnh đặc biệt dành cho những thi thể cần bảo quản lâu hoặc các bệnh nhân xấu số trong các tai nạn giao thông, những bệnh nhân tử vong tại bệnh viện mà thân nhân chưa có điều kiện đưa về ngay, hay các nạn nhân vô danh đang nằm chờ giám định. Thời gian bảo quản thì khoảng từ 1 đến 2 ngày đến nhiều tháng và đòi hỏi những người trông coi phải kiểm tra thường xuyên để đảm bảo độ lạnh cho các xác không bị phân hủy. Còn riêng ở Việt Nam, theo mình tìm hiểu được thì hầu như các nhà xác chỉ là căn phòng trống, lạnh lẽo với chiếc giường đơn sơ để thi thể lên và đợi đội khám nghiệm tử thi xuống làm việc và kết luận, sau đó sẽ được nhanh chóng bàn giao thi thể về cho gia đình mai táng. Còn hình thức mà giữ lại xác thì sẽ phổ biến hơn ở những trường đại học chuyên y khoa, y dược khi những người mất có nguyện vọng hiến xác của mình để phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy. Sau đó từ 2 đến 5 năm, thi hài sẽ được hỏa thiêu và thổ táng khi có sự hiện diện của gia đình người mất và được tri ân đặt bàn thờ hương hỏa tại phòng tưởng niệm. Quả là một nghĩa cử cao đẹp phải không các bạn? Và tiếp theo, hãy cùng đến với những địa điểm bệnh viện bỏ hoang cực kỳ đáng sợ, không ai dám đến gần. Thứ 5, kinh hãi trước những bệnh viện bỏ hoang và bị ma ám. Đầu tiên là không thể không kể đến bệnh viện tâm thần Willard của Mỹ, nơi từng nổi tiếng là mái ấm của những người khuyết tật không có nơi đi về hoặc bị xã hội chối bỏ vào những năm 1869. Tuy nhiên, thực tế trần trụi là chỉ có rất ít những trường hợp được chữa trị đàng hoàng, bởi bệnh viện Willard thực chất không khác gì nhà tù. Bệnh nhân bị giam giữ và điều trị bằng những phương pháp man dợ khác nhau như sốc điện, bồn tắm lạnh cho đến khi bác sĩ cho phép mới được xuất viện. Rất nhiều người đến tận giây phút cuối đời vẫn không thể thoát khỏi nơi đây, và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Sau khi luật sư Gerardo Rivera công khai sự thật trần trụi về bệnh viện Willard gây chấn động dư luận, thì tới năm 1995, bệnh viện treo đầu dê bán thịt chó này chính thức đóng cửa và bỏ hoang đến tận ngày hôm nay. Tương tự, bệnh viện Waverly Hills, một trong những cơ sở y tế tốt nhất của nước Mỹ vào thế kỷ thứ 19, đã phải ngừng hoạt động sau hơn 50 năm hoạt động vì sự cố thuốc kháng sinh gây ra hàng loạt những cái chết thương tâm của bệnh viện. Chưa kể tại đây, người ta luôn nhìn thấy những bóng đen thoát ẩn thoát hiện, kèm theo tiếng bước chân, những tiếng khóc, gào thét rất chi là ám ảnh, khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm tâm linh, nơi có nhiều hồn ma xuất hiện hàng đầu ở nước Mỹ mà không phải ai cũng dám lui tới. Tuy nhiên, đáng sợ nhất là phải kể đến bệnh viện Old Chang-chi của Singapore, nổi tiếng là một trong những bệnh viện ma ám ghê rợn nhất lịch sử thế giới, từng được dùng để làm trại tập trung tù nhân cho hơn 50.000 tù nhân, nhưng nơi đây lại trở thành nơi tra tấn, thảm sát không ít người, khiến rất nhiều người chết thảm. Từ đó, dấy lên những lời đồn về hồn ma không đầu, hay chuyện các thợ săn ma bị dẫn dắt đi lạc trong vô thức. Do lịch sử đáng sợ như vậy, nên bệnh viện Old Chang-chi đã sớm được Anh bàn giao cho Singapore vào năm 1975 và chính thức bị đóng cửa vào năm 1997, nhưng không bị phá bỏ. Eo ơi, nghe mà rợn hết cả người. Có cho tiền tỷ thì chắc mình cũng không dám mò vào đây làm gì đâu. Và tiếp theo, chúng ta sẽ phải rợn người lạnh gáy khi biết tới bệnh viện tàn ác nhất trong lịch sử thế giới mà ai ai cũng phải kinh hoàng. Thứ 6, Trung Quốc và những bệnh viện chuyên mổ cướp nội tạng. Nói đến Trung Quốc, ngoài những công trình, những danh lam thắng cảnh đẹp nức lòng người hay nền văn minh rực rỡ 5.000 năm lịch sử, mà điều khiến ai cũng phải sợ hãi đến từ các loại hàng giả, hàng nhái, những thông tin dối trá lừa lọc. Tuy nhiên thì có một cụm từ khiến ai nghe xong cũng phải lạnh sống lưng, đó chính là mổ cướp nội tạng sống hay như bắt cóc người lấy nội tạng vân vân. Được biết, lịch sử cấy ghép nội tạng của Trung Quốc bắt đầu từ những năm 1960 và kể từ đó, quốc gia này đã ghi nhận hàng nghìn ca ghép thận và gan mỗi năm. Điều khiến cho nhiều người chấn động không chỉ là những vụ bắt cóc, giết người, lấy nội tạng đầy man dợ, mà vì thực tế, quốc gia này cầm đầu một hệ thống thu mua nội tạng cưỡng bức chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Ai cũng biết rằng mỗi năm những ca hiến tặng nội tạng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng giờ đây việc cấy ghép nội tạng lại diễn ra cực kỳ nhanh.
tiên càng nhiều, thời gian được ghép càng sớm, cứ cần nội tạng là có hàng liền. Vậy thì câu hỏi đặt ra, nội tạng người ở đâu mà nhiều như thế? Có phải là tim gan, tim lợn gì đâu mà thích là ghép được ngay? Theo Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận, họ đã dùng hai nguồn, đó là từ các tử tù bị hành quyết và những người dân hiến tặng tự nguyện. Nhưng theo như điều tra của các nhà luật sư nhân quyền hàng đầu thế giới, tử tù phạm tội thì thường là những kẻ chuyên giết người, hút hít ma túy, rượu chè cờ bạc, nên sức khỏe của nhóm người này rất kém, chắc chắn không thể dùng được. Còn người hiến tặng thì rất là hiếm hoi. Chính vì vậy, theo các cuộc điều tra, các báo cáo cho biết, một số đã trở thành nạn nhân của nhóm hoạt động mổ nội tạng ở Trung Quốc. Trong đó, có những người dân tộc Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, các Phật tử Tây Tạng, những người Cơ Đốc giáo. Họ có niềm tin vào thần Phật nhưng lại không được chính quyền ủng hộ. Chính vì vậy mà trong cuộc đại cách mạng văn hóa, rất nhiều chùa chiền hay các nhà sư đã bị nhà nước đàn áp dã man, chùa chiền, nhà thờ bị phá bỏ rất nhiều. Tuy nhiên, rùng rợn nhất chính là hàng triệu ca cướp mổ nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Đây là nhóm người luyện tập khí công lương thiện và tin vào chân thiện nhẫn. Nhưng bởi vì số lượng người tu luyện Pháp Luân Công quá đông và nhiều, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ sẽ ảnh hưởng đến quyền lực và địa vị của mình. Nên những học viên này đã bị bắt bớ, tra tấn, đánh đập dã man trong các trại cưỡng bức lao động. Theo một nhân chứng đã tiết lộ thông tin về trại lao động tập thể ở Tô Gia Đồn của Trung Quốc, nơi này đã giam giữ 6.000 học viên Pháp Luân Công để thu hoạch nội tạng. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2006, bà Annie, vợ cũ của một cựu bác sĩ phẫu thuật tại Trung Quốc đã tiết lộ, từ cuối năm 2001 đến tháng 10 năm 2003, chồng bà đã lấy đi giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, nội tạng của họ bị mổ cướp, sau đó thi thể bị hỏa thiêu mà không được sự đồng ý của người nhà. Tội ác phản thiên, phản địa, phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị quốc tế lên án gay gắt và cuộc điều tra ngầm đã diễn ra, xác minh đây đều là sự thật. Thậm chí có một cuốn sách có tên Thu hoạch đẫm máu đã được xuất bản nhằm vạch trần tội ác của những kẻ hung tợn này. Luật sư nhân quyền Canada, ông David Matas chia sẻ rằng, nếu chúng ta bàng quan đối với những tội ác đang xảy ra ngày hôm nay, thì ngày mai có thể chính chúng ta là người bị hại. Tội ác chống lại loài người nhắm vào tất cả mọi người. Và trong suốt nhiều năm qua, không ít người Việt Nam chúng ta đã trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người và bị đưa đến những bệnh viện tàn ác bên Trung Quốc để lấy đi nội tạng và đem bán phi hợp pháp. Thật là đáng sợ và hãi hùng thật sự luôn. Các bạn nghĩ sao về hành động ghê tởm đến từ những bệnh viện và những bác sĩ Trung Quốc tàn bạo vì tiền mà bán đứng lương tâm này? Đừng quên comment, dừng lại ngay để bày tỏ ý kiến về hành vi đáng sợ này nha. Và nhân đây các bạn cũng hãy cảnh giác, tuyệt đối không được đi chơi với người lạ. Ai mà rủ sang cửa khẩu Trung Quốc chơi là phải hết sức cảnh giác, cũng như là không nhận đồ này, nhận quà của người xa lạ. Nói chung, cứ cẩn thận là trên hết các bạn nha. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá được rất nhiều những điều ly kỳ, thú vị và không kém phần rùng rợn, đáng sợ liên quan đến bệnh viện. Một trong những địa điểm quen thuộc đối với rất nhiều người là nơi để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Và các bạn cảm thấy sự thật nào gây cho các bạn nhiều bất ngờ nhất? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu thích video thì đừng quên cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.